Xin chào anh em, mình là Review và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop Z. Và nếu trong tay các bạn khoảng có 25 đến 30 triệu thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em hai mẫu sản phẩm cực kỳ hot tại thời điểm hiện tại là chiếc HP Omen phiên bản AMD và chiếc Lenovo Legion 5. Đây là hai mẫu sản phẩm cực kỳ hot và bán rất chạy tại thị trường Việt Nam nói chung và thị trường quốc tế nói riêng. Và hai chiếc máy này có mức giá chênh lệch nhau từ khoảng 2 đến 3 triệu nhưng lại sở hữu chung một cấu hình. Vậy thì câu hỏi anh em đặt ra là nếu chúng ta có 30 triệu, liệu chúng ta sẽ mua Lenovo Legion 5 cho tiết kiệm hay là cố thêm một chút tiền để lấy HP Omen? Thì trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về hai mẫu máy này nhé. Và đặc biệt anh em hoàn toàn có thể tham khảo hai mẫu máy này tại cửa Lotto Z với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Ok, cái điểm đầu tiên trước khi mình đi đến với phần thiết kế về phần ngoại hình của chiếc máy này, mình muốn đề cập chút về giá thành. Hai chiếc máy này đều có cấu hình tương đương nhau anh em nhé. Nhưng mà chiếc HP Omen thì có mức giá vào khoảng 30 triệu 9, 31 triệu, còn chiếc Lenovo Legion 5 thì có mức giá vào khoảng 27 cho đến 28 triệu đồng. Vậy thì vị chi cái chênh nhau vào khoảng 2 đến 3 triệu đồng. Vậy thì với sự chênh lệch đến 2 đến 3 triệu đồng như vậy thì chúng ta có những điểm gì đặc biệt hơn của chiếc HP Omen? Thì điểm đầu tiên mình xin được đề cập là thiết kế. Thiết kế của chiếc HP Omen này nhìn rất là đẹp, vuông vức ở mọi nơi, từ phần mặt lưng, phần bản lề, phần bàn phím, phần touchpad, ở mọi phần trên chiếc máy này. Và đặc biệt với logo Gradient nhìn rất là đẹp trên chiếc cái máy một cái mặt lưng nền đen này thì mình thực sự rất là ưu ái cho thiết kế của chiếc HP Omen này một điểm so với chiếc Lenovo Legion 5. Một chiếc laptop của mình đang gắn bó mình suốt nửa năm nay rồi. Mình thấy là Lenovo Legion 5 này có thiết kế đẹp trong tầm giá nhưng mà để so sánh với chiếc HP Omen này thì mình nghĩ là HP Omen này vẫn đẹp hơn tương đối là nhiều. Ngoài ra thì có một điểm nữa trong thiết kế mà mình sẽ nói khác ở phạm trù ngôn ngữ thiết kế mà là điểm tiện dụng của chiếc máy này. Với chiếc Lenovo Legion 5, chúng ta có cổng kết nối được đặt ra phần phía sau máy, rất là rất tiện lợi và rất là thoải mái trong quá trình mình sử dụng. Hay là về phần mặt lưng của máy, chúng ta có một gờ nhỏ để anh em đặt tay vào, anh em mở máy ra rất là dễ dàng. Trong khi chiếc HP Omen thì lại rất là liền mạch, nó khiến cho chúng ta nếu mà muốn mở máy thì phải lựa tay một chút thì mới có thể mở máy ra được thế này. Và có lẽ đây là một điểm cộng cho chiếc Lenovo Legion 5 về độ thực dụng trong thiết kế của chiếc máy này. Ở trong thiết kế thì mình muốn nói qua một chút về tính di động và chất liệu cấu thành của hai chiếc laptop này. Đầu tiên là chiếc HP Omen thì chúng ta có một chiếc máy với cân nặng 2,14 kg và độ dày chỉ là 1,9 đến 2,0 cm. Còn với chiếc Lenovo Legion 5 thì hơi nặng cân hơn một chút khi mà chúng ta có một chiếc máy là lên tới 2,4 kg và độ dày là cao hơn một chút là khoảng 2,1 đến 2,2 cm. Có thể nói là về tính di động thì chiếc HP Omen chắc chắn là một chiếc máy sẽ nhỉnh hơn một điểm. Ngoài ra thì về chất liệu cấu thành của hai chiếc máy này thì với mức tiền các bạn bỏ ra chênh lệch hơn thì tất nhiên rồi, HP Omen cao cấp hơn rất là nhiều. Khi mà mặc dù là hầu hết máy được làm từ nhựa đấy, nhưng mặt chiếu nghỉ tay chúng ta sẽ có mặt chiếu nghỉ tay kim loại. Đây là một điểm gian tiền rất lớn và cái độ cứng cáp của chiếc HP Omen này thì mình đánh giá một điểm cao hơn với chiếc Lenovo Legion 5. Nhưng chiếc HP Omen này lại có một điểm mà mình lại chưa được ưng cho lắm là phần chiếu nghỉ tay này, hay phần bên ngoài họ hoàn thiện là khá là bám vân tay. Trong khi chiếc Lenovo Legion 5 này thì gần như là không để lại quá nhiều dấu màu vân tay trong quá trình sử dụng. Vì vậy nếu là mình còn ra nhiều màu vân tay thì mình nghĩ là Lenovo Legion 5 sẽ là một chiếc máy phù hợp với cá nhân bản thân mình hơn. Vậy là có lẽ là một điểm cộng cho chiếc Lenovo Legion 5 nhỉ. Ngoài ra đi sâu vào bên trong một chút, chúng ta có hai chiếc máy với viền màn hình mỏng. Và hai chiếc máy này đều có đầy đủ webcam anh em ạ, không có chiếc máy nào không có webcam cả. Chúng ta đều có micro thoại rất là đầy đủ. Bên dưới chúng ta có hai chiếc bàn phím mà mình đánh giá hai chiếc bàn phím này so kè với nhau thì chiếc Lenovo Legion 5 rõ ràng là vượt trội hơn hẳn. Hành trình phím thì sâu hơn, gõ nảy hơn, cảm giác thật tay hơn rất là nhiều. Trong khi chiếc Lenovo Legion 5 này thì gõ lại cảm giác là hơi nông một chút. Thế nên là một điểm cộng cho chiếc Lenovo Legion 5 này, thậm chí là phần layout bàn phím thôi thì Lenovo Legion 5 cũng cho cảm giác thân thiện và dễ sử dụng hơn so với chiếc HP Omen. HP Omen có một điểm trừ là nút nguồn họ đã tích hợp luôn vào bên trong chiếc bàn phím này. Và có lẽ là về bàn phím mình sẽ cho một điểm cộng với chiếc Lenovo Legion 5 này. Nhưng sang đến phần touchpad thì khác. Touchpad của chiếc HP Omen được phủ kính, bề mặt rộng và sờ rất sướng, tracking địa thứ rất là đầy đủ và chính xác. Còn với chiếc Lenovo Legion chỉ là bề mặt nhựa thôi. Thế nên là cảm giác gõ, xin lỗi các bạn, là cảm giác di tay nó chưa được mượt so với chiếc HP Omen. Thế nên mình sẽ đánh giá cao về touchpad hơn cho chiếc HP Omen này nhá. Ngoài ra về bàn phím và touchpad của máy thì màn hình cũng là điểm chúng ta tiếp xúc khá là nhiều. Màn hình chiếc Lenovo Legion 5 mình đo bằng SpiderX Elite thì mình thấy là 100% sRGB, 77% Adobe RGB, độ sáng là 372 nits và delta là 1.66. Trong khi đó HP Omen chỉ là khoảng 97% sRGB, 76% Adobe RGB, độ sáng là 340 nits.
Có thể nói là màn hình của chiếc HP Omen thì có phần hơi tối một chút so với cả Lenovo Legion 5, nhưng dẫu sao thì tối hơn thì vẫn là tối hơn. Thế nên là điểm cộng trong cái phần hiển thị thì mình sẽ dành cho chiếc Lenovo Legion 5 này. Cuối cùng, có một điểm nữa mà chúng ta cần phải lưu ý là về phần hiệu năng, cấu hình và thời lượng pin của hai chiếc laptop này. Thì hai chiếc máy này đều sở hữu cấu hình là Ryzen 7 4800H với 8x16 luồng, xung nhịp tối đa là 4,3GHz. Cùng với đó cả đồ họa GTX 1660 Ti 16GB. Và với hai chiếc máy này cùng cấu hình như này, mình sẽ rất là băn khoăn không biết là hiệu năng và tản nhiệt của chiếc máy nào hơn. Thì hãy cùng mình đi sau hai bài benchmark sau đây là hai bài benchmark của Final Fantasy 15 và World War Z nhé. Đầu thôi. Sau khi mà mình test qua hai chiếc máy này thì mình thấy là HP Omen thì nhỉnh hơn một chút với bài test ở World War Z, nhưng mà với bài test Final Fantasy thì Lenovo Legion 5 rõ ràng là nhỉnh hơn tương đối là nhiều. Và về nhiệt độ thì mình thấy là GPU trên HP Omen thì cũng mát hơn tương đối nhiều, còn Lenovo Legion 5 thì hiệu năng cũng tương đối cao đấy, nhưng mà nhiệt độ sẽ cao một chút nếu mà so với HP Omen. Ngoài ra một điểm nữa là về tiếng quạt của chiếc Lenovo Legion 5 này thì mình đánh giá là tiếng quạt của chiếc máy này êm hơn tương đối nhiều so với chiếc HP Omen. Với chiếc HP Omen này tiếng quạt sẽ hơi ồn một chút, và nếu anh em là khó tính thì đây sẽ là một điểm trừ. Nói chung về mặt hiệu năng thì mình nghĩ là sẽ nghiêng cho chiếc Lenovo Legion 5. Còn về quạt tản nhiệt thì mình nghĩ là ok, mình nghĩ là phần tản nhiệt HP Omen sẽ ăn một điểm chọn cho mình. Ngoài ra thì về thời lượng pin của hai máy này thì với HP Omen, HP tinh chỉnh rất tốt về hiệu năng và về cái thời lượng pin. Mình sử dụng được khoảng 3 đến 4 tiếng với chiếc này. Còn chiếc Lenovo Legion 5 thì mình sử dụng ở khoảng đến 2 tiếng đến 3 tiếng là bắt đầu máy đã gần hết pin rồi. Thế nên thời lượng pin thì mình sẽ đánh giá một điểm hơn cho chiếc HP Omen này. Để anh em nào mà không chơi game nhá, chúng ta chỉ làm lướt web này, gồm Word này, gõ Excel các thứ thì chúng ta sẽ có thời lượng pin tốt như vậy nhá. Anh em hãy lưu ý điều này cho mình. Cuối cùng về loa của hai chiếc máy này thì HP Omen một điểm ăn chặt luôn anh em ạ. Loa B&O nghe sướng, đã, hai giải âm, ba giải âm đều xử lý rất tốt, âm lượng cũng rất là lớn. Mặc dù là loa Harman Kardon trên chiếc Lenovo Legion 5 này cũng tốt đấy, nhưng nếu để đặt bàn cân nếu mà so với cả HP Omen thì chiếc máy này vẫn còn thua một chút. Và tổng kết lại về hai chiếc máy này, với sự chênh lệch khoảng 2 đến 3 triệu như vậy, nhưng mà với cá nhân mình thôi thì mình nghĩ là mình sẽ chọn chiếc HP Omen phiên bản AMD này, vì mình rất thích cái thiết kế của chiếc máy này. Còn anh em nghĩ sao về hai chiếc máy này? Liệu anh em sẽ chọn chiếc máy nào thì hãy để phần ý kiến anh em dưới phần comment nhé. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ và tham khảo hai mẫu máy này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào anh em. Hẹn lại anh em trong những video sau. Hôm nay mình nhiệt miệng quá nên là nói nó hơi bị lỗi, anh em thông cảm nhé. Tạm biệt.